Anh Khoa anh đang gặm cái mai bà. Úi giời. Cả cái mai cũng vào mặt. Ngon không? Ngon không con dai? Ngồi lùi ở đây con. Cảm đi. Dính cái tí rửa tay có vấn đề đâu mà dính. Ngon không? Toàn thịt con gì đó, mẹ để bao nhiêu thịt ở đấy con gì kìa. Cặm cái viền đi, hai cái viền đi, bao nhiêu thịt đấy. Cứ ăn đi, tí nữa em tắm cho anh sau. Không nữa. Anh cứ gặm đi. Thế cút.